Xin kính chào quý bạn và quý vị. Ở đây mình có hai chiếc đèn thông minh có khả năng tích trữ điện và trong lúc mất điện có thể phát sáng được. Đó. Chiếc đèn này là 12W và một cái là cũng 12W. Mình sẽ mở bên trong cho các bạn xem. Đây. Khi xoáy cái đuôi này vào nguồn điện thì trong lúc bật điện thì điện sẽ tích cho viên pin ở trong này, và khi mất điện thì viên pin sẽ đóng vai trò làm nguồn để cho đèn led sáng. Khi mất điện ta bật công tắc thì sẽ nối hai cực này lại thì đèn vẫn sáng. Sáng được khoảng tùy vào từng đèn, có đèn khoảng 1 tiếng, có đèn khoảng 2 tiếng. Chiếc đèn này khoảng trên 100 nghìn một cái. Khi mất điện thì các bạn có thể đặt chiếc đèn này vào nước, vào cốc nước, nhưng mà nước ngập đến đây thôi. Để đủ để nối hai cực lại thì dựng chiếc đèn lên này làm chiếc đèn là tích điện rất là hay. Nó có chuẩn đuôi xoáy thông thường, có thể rất phù hợp cho nhà bạn nào hay mất điện hay là điện chập chờn. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.